Sáng ngày 29 tháng 12, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương. Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Năm 2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng không để bị động bất ngờ. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường trinh sát điện tử, tác chiến không gian mạng, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.